Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trước tiên là những thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào mùa giải mới, câu lạc bộ Phú Hiến đang có chuyến tập huấn 10 ngày tại thành phố Hồ Chí Minh. Toàn đội tập trung tập luyện và thi đấu giao hữu với các câu lạc bộ mạnh đang thi đấu tại V-League và giải nhất là câu lạc bộ Sài Gòn và câu lạc bộ An Giang. Đây là cơ hội tốt để huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh thử nghiệm những gương mặt mới vừa gia nhập đội, tìm ra đội hình tối ưu và chiến thuật hợp lý. Sau đợt tập huấn này, câu lạc bộ Phú Hiến sẽ trở về tập luyện tại PVF để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp câu lạc bộ Long An trong khuôn khổ vòng 1 giải nhất quốc gia 2021 trên sân nhà PVF vào lúc 18 giờ ngày 21 tháng 3 tới. Sau khi học sinh đi học trở lại, cùng với việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, thì hoạt động tập luyện thể dục thể thao cũng được trường tiểu học Lệ Xá, huyện Tiên Lữ rất chú trọng. Nhà trường đã xây dựng đưa vào sử dụng sân tập cỏ nhân tạo có mái che diện tích trên 100 m² với kinh phí khoảng 70 triệu đồng. Tại sân tập này, các em đều được hướng dẫn các bài tập đơn giản giúp rèn luyện thân thể và giải tỏa áp lực sau những giờ học căng thẳng mà không sợ ảnh hưởng của thời tiết. Tập luyện thể thao thường xuyên cũng là một yếu tố quan trọng giúp tạo sức đề kháng cho học sinh trong phòng chống dịch Covid-19. Câu lạc bộ bóng đá nữ thành phố Nghiên được thành lập từ năm 2018 với tổng số gần 30 thành viên, chủ yếu là các nữ cán bộ, nhân viên các sở ban ngành đóng trên địa bàn thành phố. Câu lạc bộ sinh hoạt tập luyện một tuần 2 buổi, ngoài ra còn thường xuyên tổ chức giao lưu với các câu lạc bộ khác trong và ngoài tỉnh. Tham gia câu lạc bộ, các thành viên được thỏa đam mê với bộ môn thể thao mình yêu thích, được tập luyện rèn luyện sức khỏe. Đây là cơ hội để các chị em giao lưu học hỏi, tăng thêm tình đoàn kết. Cứ mỗi buổi chiều từ 16 đến 18 giờ, các thành viên trong câu lạc bộ Zumba của thôn Bùi, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào lại đến nhà văn hóa thôn để luyện tập. Là môn thể thao có động tác nhanh, đơn giản, giai điệu sôi động nên đến nay đã thu hút được trên 30 thành viên từ 30 đến 55 tuổi tham gia tập luyện. Bộ môn này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, giữ vóc dáng mà còn nâng cao được đời sống tinh thần cho chị em tại nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, hơn 20 năm tích cực tập luyện thể thao, gia đình ông Phạm Xuân Lai và bà Phạm Thị Hậu ở phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên đã gặt hái được nhiều thành tích tại các giải thể thao quần chúng trong và ngoài tỉnh. Theo ông bà, điều tuyệt vời nhất mà thể thao mang lại là nâng cao sức khỏe và tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Ngày nào cũng vậy, hai vợ chồng ông Lai đều dành thời gian chăm sóc cháu nội, cháu ngoại cũng như vườn lan của mình. Sau khi sắp xếp công việc gia đình ổn thỏa, hai ông bà lại đưa các cháu cùng đến sân cầu lông của câu lạc bộ Bãi Sậy để tập luyện vào các buổi chiều. Bắt đầu chơi thể thao từ năm 1998. Khi đấy là tôi đang phụ trách được cái cửa hàng xăng dầu Minh Khai. Có thời gian là tôi đam mê cái môn cầu lông này. Tính đến nay, ông Lai cũng đã có trên 20 năm chơi cầu lông, còn bà Hậu cũng đã có gần 15 năm. Ban đầu chỉ xác định tập luyện thể dục thể thao để có sức khỏe, nhưng vượt trên mong đợi, gia đình ông bà còn đạt được nhiều thành tích trong các cuộc thi. Trước khi tham gia câu lạc bộ cầu lông Bãi Sậy, khi còn công tác, hai ông bà đều là những vợt thủ tiêu biểu tham gia nhiều giải đấu. Tại câu lạc bộ Bãi Sậy, ông bà là một trong những cặp đôi có kỹ thuật chơi xuất sắc nhất. Cái lúc đầu là ông xã tham gia trước, thì sau đó thì cái công việc gia đình rồi con cái nó cũng tạm ổn định thì tôi cũng tham gia và cũng được chọn đi thi đấu thì cũng có nhiều huy chương vàng bạc rồi cũng được tham gia giải cầu lông toàn quốc ở Bình Định, ở Sơn La rồi được đi đánh giải toàn quốc ở Huế. Buổi chiều nói thật sự nếu như có khách có khứa thì cũng cảm thấy là sốt ruột vì chỉ có muốn là đến giờ đi đánh cầu lông, hai vợ chồng là đều từ 5 giờ đến 7 giờ. Em thì tham gia đánh cầu lông mục đích là chỉ là để rèn luyện sức khỏe, đó là cũng là niềm vui, niềm đam mê. Vợ chồng anh chị Lai Hậu là một trong những đôi mà có thể nói là rất là tích cực trong vấn đề thể thao, đặc biệt là cái môn cầu lông. Chính vì cái sự nhiệt tình của vợ chồng anh chị mà cũng làm cho cái phong trào thể thao của cái câu lạc bộ này rất là mạnh. Đấy, và thường xuyên là giao lưu với các câu lạc bộ khác. Những tấm huy chương này chính là sự ghi nhận cho tinh thần nhiệt huyết của ông bà đối với phong trào thể thao và những gia đình tiêu biểu như ông Lai, bà Hậu xứng đáng là hạt giống đỏ, góp phần làm nên thành tích chung của thể thao tỉnh nhà. Bình nước nóng Rossi Sapphire, sản phẩm cao cấp của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này lần sau. Thân ái chào tạm biệt.